Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần 50 năm, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết tại Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 giữa bốn bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mỹ, Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa. Trong khoảng thời gian đó, một nhân vật được báo chí phương Tây trân trọng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ là bà Nguyễn Thị Bình, được gọi thân mật là Madame Bình. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người được biết đến là một trong những nhân vật chủ chốt trong Hội nghị Paris. Hội nghị Paris về Việt Nam từ năm 1968 đến năm 1973 được coi là một trong những cuộc thương thuyết kéo dài nhất trong lịch sử thế giới. Hội nghị kéo dài 5 năm với 501 cuộc họp công khai và hơn 40 cuộc tiếp xúc bí mật, hơn 500 cuộc họp báo và 1.000 cuộc phỏng vấn. Khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán, thế ta ngày càng mạnh, thế địch ngày càng yếu, nhưng thế mạnh và thế yếu là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Những người làm công tác ngoại giao trong đoàn đã dựa vào thế ấy mà đưa ra những quyết sách khác nhau. Trong suốt gần 5 năm diễn ra cuộc đàm phán ở Hội nghị Paris, ngoài tên tuổi của những nhà ngoại giao tầm cỡ lớn như Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, thì tên của bà Nguyễn Thị Bình, nữ bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, sau là Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, tại Hội nghị Paris năm ấy vẫn được nhân dân Việt Nam và thế giới nhắc đến với lòng ngưỡng mộ về một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và đầy bản lĩnh. Bà Nguyễn Thị Bình, tên thật là Nguyễn Châu Sa, sinh năm 1927 ở tỉnh Sa Đéc, Nam Bộ, là cháu ngoại chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Năm 1948, hoạt động chống Pháp ở Sài Gòn lấy bí danh là Yến Sa. Năm 1961, làm công tác đối ngoại của Ủy ban Thống nhất tại Hà Nội, đổi tên là Nguyễn Thị Bình để bảo đảm bí mật. Thân sinh làm trắc địa ở Campuchia, đưa cả gia đình sang sống ở Phnom Penh. Vì vậy, Nguyễn Châu Sa học trường Lycée Sisowat, trường trung học lớn nhất của Campuchia nên rất thông thạo tiếng Pháp, lại có khuôn mặt xinh tươi, vóc dáng thon thả, hợp với nghề ngoại giao. Suốt 14 năm làm công tác ngoại giao, bà đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế quan trọng ở các nước châu Âu, trong đó có 5 năm là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris. Báo chí phương Tây với Madame Bình. 2 giờ chiều ngày 2 tháng 11 năm 1968, bầu trời Paris u ám và giá lạnh. Bà Nguyễn Thị Bình trong bộ áo dài màu hồng sậm, khoác măng tô xám với chiếc khăn quàng đen điểm hoa, cùng đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam bước xuống sân bay Vosges giữa đám đông người chào đón, trong đó có nhiều nhà báo, máy ảnh chớp lia lịa. Bước vào phòng khách danh dự, bà cố gắng nói to, sẵn sàng 5 điểm giải pháp của mặt trận. Bà Bình Thanh, tức Thanh Vân, chị gái bà Bình, dịch rõ ràng, mạch lạc. Đám nhà báo ngạc nhiên, im lặng, rồi xung quanh vang tiếng bàn ghế gãy, kính vỡ loảng xoảng và cãi cọ om sòm vì ai cũng muốn đứng gần bà Bình để ghi hình, ghi tiếng tốt hơn. Ông Xuân Thủy, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cùng bà Bình đi trên đoàn xe bóng loáng, phấp với lá cờ nửa đỏ nửa xanh, có ô tô, mô tô của cảnh sát Pháp dẫn đường và hộ tống. Bà con Việt Kiều và người dân Paris đứng chật hai bên đường sững sờ, xúc động. Hôm sau, tất cả các báo Pháp và báo của các nước phát hành ở Paris đều chạy tít lớn. Đại diện của Việt Cộng đã đến Paris và những lời bình rất kêu. Việt Cộng đã thắng lớn qua cuộc đón tiếp Madame Bình ở Paris. Madame Bình như một bà hoàng được đón như một quốc trưởng với đủ nghi thức chính quy, lại được hoan nghênh nhiệt liệt. Madame Bình đã làm chấn động dư luận Paris và thế giới. Cờ mặt trận đã tung bay ở Paris, rất tuyệt, thật hiếm có. Nhiều nhà báo đeo bám đến nơi ở, có nhà báo leo qua tường, có người đặt máy ảnh giữa kẽ hở cánh cửa để bất chợt chụp được những tấm ảnh đặc biệt của đoàn Việt Cộng, nhất là ảnh Madame Bình ở biệt thự Tiven. 3 ngày sau, vào ngày 5 tháng 11 năm 1968, đoàn tổ chức họp báo, cuộc họp báo đầu tiên được coi là hiếm có. Hơn 400 nhà báo quốc tế đến dự, chứng tỏ họ rất quan tâm, chú ý nhiều đến đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đến cuộc đấu tranh chính nghĩa của ta. Trước mắt họ là một người phụ nữ nhỏ nhắn, hiền lành, đến từ một vùng đất đang rực lửa chiến tranh, ăn nói có lý, có tình. Bà Bình đã trả lời phỏng vấn các nhà báo một cách suôn sẻ hơn một tiếng đồng hồ, gây được thiện cảm với họ.
Những ngày tiếp theo, Madame Bình chịu áp lực khi nhiều nhà báo và các hãng truyền hình phỏng vấn riêng, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trước ánh đèn pha chiếu trực diện. Ngày 25 tháng 1 năm 1969, cuộc đàm phán về Hiệp định Paris chính thức bắt đầu. Lúc đó, trưởng đoàn là ông Trần Bửu Kiếm, bà Bình và ông Trần Hoài Nam là phó đoàn. Từ phiên họp thứ 21, bà Bình được cử làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam làm trưởng đoàn thay ông Trần Bửu Kiếm. Trong 4 năm đàm phán, bà Bình đi thăm nhiều nước để tranh thủ sự ủng hộ của họ. Tháng 4 năm 1969, thăm Anh, một nước luôn ủng hộ Mỹ. Chuyến thăm tốt đẹp hơn cả mong đợi. Kết thúc buổi đón tiếp long trọng, Madame Bình từ trên đài cao bước xuống đi diễu hành giữa hai hàng cảnh binh bảo vệ. Giữa quảng trường Trafalgar lớn, dừng người hô vang khẩu hiệu đoàn kết với Việt Nam, chấm dứt chiến tranh. Chuyến thăm Thụy Điển năm 1970 được đích thân Thủ tướng Olof Palme sinh năm 1927, mất năm 1986 tiếp và cùng Madame Bình dẫn đầu cuộc biểu tình ủng hộ Việt Nam. Nữ nhà văn Sarah Littman sinh năm 1923, mất năm 1976, nổi tiếng ở Bắc Âu, đã tiếp và nói: "Chị Bình ơi, Việt Nam đang có một nền văn hóa dân tộc vô cùng quý giá." Cuối tháng 4 năm 1969, bà Bình về Hà Nội nhận chỉ thị mới và thăm cha đang bệnh nặng và được Bác Hồ dặn phải vận động nhân dân các nước ủng hộ Việt Nam. Không ngờ đó là lần gặp cha và bác cuối cùng. Mặt trận đối ngoại là một chiến trường. Ngoài việc chuẩn bị cho các phiên họp chính vào thứ năm hàng tuần, các trưởng đoàn phái tiếp xúc với báo chí nhiều. Bà Bình có những giai đoạn hầu như ngày nào cũng phải tiếp một hay hai hãng truyền hình hoặc phóng viên các báo Pháp, Mỹ, Anh, Nhật Bản. Mặt trận đối ngoại là một chiến trường, có thể nói đấu lý lần nào chúng ta cũng giành thắng lợi. Có nhà báo hỏi, có quân đội miền Bắc ở miền Nam không? Bà Bình trả lời, dân tộc Việt Nam là một, người Việt Nam ở Bắc cũng như ở Nam đều có nghĩa vụ chiến đấu chống xâm lược. Nhà báo hỏi, vùng giải phóng ở đâu? Bà Bình dứt khoát, nơi nào Mỹ ném bom, bắn phá thì đó chính là vùng giải phóng của chúng tôi. Nếu không tại sao Mỹ lại phải ném bom? Giữa năm 1971, truyền hình Pháp tổ chức cuộc họp báo ở hai đầu Paris và Washington. Có 20 nhà báo tham gia, 10 người phần lớn là Mỹ bảo vệ lập trường của Mỹ, 10 người phần lớn là Pháp trung lập. Bà Bình một mình giữa các nhà báo sừng sỏ, dưới ánh đèn sáng chói đã bình tĩnh đối đáp đàng hoàng, mạnh mẽ nhưng hòa nhã, nêu rõ thiện chí muốn tìm giải pháp chính trị chấm dứt chiến tranh. Ông Xuân Thủy gọi điện khen, cô rất dũng cảm. Khi Mỹ huy động máy bay B-52 ném bom Hà Nội, ai cũng hồi hộp, lo lắng. Bà Bình được gọi về. Giữa đêm 30 tháng 12, về đến Hà Nội, bà đi thăm phố Khâm Thiên bị B-52 tàn phá tối 26 tháng 12 với nỗi căm giận kẻ thù tàn bạo. Thăm hai đứa con nhỏ thương yêu, sống xa mẹ nhiều năm, sơ tán ở thị xã Hưng Yên. Ngày 21 tháng 1 năm 1973, trở lại Paris, bà Bình mở ngay cuộc họp báo tuyên bố chỉ có một nước Việt Nam, chỉ có một dân tộc Việt Nam và chính phủ cách mạng lâm thời là đại diện của nhân dân miền Nam. Hãng AFP mô tả, Madame Bình mặc áo dài truyền thống của Việt Nam bằng lụa vân màu xanh lá cây, trông rất thoải mái. Đôi lúc Madame Bình nở nụ cười làm khuôn mặt càng rạng rỡ, trả lời các nhà báo rõ ràng khúc chiết, làm cho người ta có cảm giác đứng trước một quý bà đầy bản lĩnh, đầy tự tin. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, họp viên chính thức ký kết hiệp định về chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Phóng viên hãng AP của Mỹ mô tả trung tâm hội nghị Quebec tràn ngập biển người và cờ Việt Nam, cờ mặt trận. Họ tung hô Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh và Nguyễn Thị Bình. Hoan hô Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hoan hô chính phủ cách mạng lâm thời. Mỗi vị ký vào 32 văn bản của hiệp định. Phóng viên UPI của Mỹ viết, buổi lễ ký kết hòa bình ở Việt Nam diễn ra trong khung cảnh huy hoàng tráng lệ của thế kỷ thứ 19 và những biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất mà thế kỷ 20 có thể tạo ra. 4 ngoại trưởng, 2.000 cảnh sát và an ninh bảo vệ nghiêm cần. Bà Bình nhớ rõ, với 174 phiên họp chính thức, hai đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời đã tổ chức hơn 500 cuộc họp báo và 1.000 lần trả lời phỏng vấn báo chí. Ngày 29 tháng 1 năm 1973, hai đoàn Việt Nam tổ chức chiêu đãi các nhà báo. Ông Lê Đức Thọ hoan nghênh và cảm ơn các nhà báo. Cả phòng họp với hơn 400 nhà báo quốc tế đứng dậy vỗ tay hồi lâu. Đó là một ngoại lệ chưa từng có trong các cuộc họp báo trước đó. Chia sẻ với báo chí, bà Bình kể, suốt gần 5 năm diễn ra cuộc đàm phán,
ngoài một số lần về nước ngắn ngủi, còn lại hầu như đều ở nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ, vận động, tuyên truyền để tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Cả mấy cái Tết, bà đều không có mặt bên cạnh chồng con mà phải ăn Tết ở xứ người. Trong con mắt của mọi người, bà là một bộ trưởng ngoại giao tài năng, luôn vui vẻ, tươi cười. Nhưng có mấy ai biết, trong lòng bà vẫn luôn canh cánh nỗi nhớ chồng con ở quê nhà. Làm sao mà không nhớ, không lo, bởi khi bà đi, người con lớn của bà mới 8 tuổi, còn con nhỏ mới vỏn vẹn 4 tuổi. Cái tuổi đang rất cần vòng tay chăm sóc, yêu thương của người mẹ. Nhưng vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm với đất nước, bà đã phải phó thác các con cho người thân nuôi dưỡng giúp. Mỗi khi nhớ chồng con, nhất là vào những ngày Tết, bà chỉ còn biết lặng lẽ kìm nén lòng mình. Lúc đầu, anh em trong đoàn đều nghĩ cuộc đàm phán này chắc sẽ mất khoảng 1 năm hoặc hơn một chút, chứ không ai nghĩ nó sẽ kéo dài đến gần 5 năm. Nhiều lúc cũng cảm thấy chán vì nó kéo dài quá. Nhưng có một điều lạ là trong lòng mọi người đều có một niềm tin, đó là chúng ta sẽ thắng lợi. Cũng nhờ niềm tin ấy mà anh em trong đoàn đã cố gắng. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chia sẻ, Hiệp định Paris ký vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, nhưng bà cùng những người trong đoàn vẫn chưa được về nước, mà còn phải ở lại tổ chức hội nghị quốc tế về Việt Nam tại Paris. 4 bên tham gia hiệp định, đại diện 12 nước và khách mời là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kurt Waldheim. Tất cả các nước tham dự hội nghị đã ký vào một bản định ước công nhận về mặt pháp lý quốc tế Hiệp định Paris về Việt Nam và đảm bảo cho hiệp định được thi hành nghiêm chỉnh. Kết thúc hội nghị quốc tế, đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về nước, còn đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam do bà làm trưởng đoàn tiếp tục ở lại để cùng đoàn Việt Nam Cộng Hòa họp hai bên, để đi đến thành lập một chính phủ 3 thành phần, tổ chức tổng tuyển cử ở miền Nam và xác định chế độ chính trị ở miền Nam Việt Nam. Cho nên mãi đến tháng 4 năm 1973, bà mới được trở về Việt Nam, tiếp tục công việc của Bộ trưởng Ngoại giao. Sau này bà đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, rồi Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đánh giá cuộc đấu tranh ngoại giao ở Paris, nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 21 vào tháng 10 năm 1973 đã viết: cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao kéo dài 5 năm, phối hợp chặt chẽ với đấu tranh quân sự và chính trị trong nước, gây ảnh hưởng chính trị rộng lớn trên thế giới, đã kết thúc thắng lợi. Hiệp định Paris đã ghi lại những thắng lợi rất to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.